Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch và ẩm thực cùng Laura. Nuôi xào thịt bò và cải chua xào thịt bò cũng là một trong những món ăn rất là ngon. Nhưng mà xào thịt bò sao cho thật mềm thì hãy cùng vào bếp với Laura nhé. Nguyên liệu gồm có 700 g thịt bò, dưa cà chua, ở đây thì Laura có cũng khoảng 700 g cà chua, còn mọi người thích nhiều hay ít là tùy mỗi gia đình mình ha. Nuôi ở bên Pháp thì có rất là nhiều loại, Laura lựa cái loại này nè, có cái hình dạng như những chiếc nơ á, nhìn trông khá là đẹp mắt. Mình có ở đây là 2 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 1 ít tỏi, hành ngò và hành tím. Mình cần chuẩn bị thêm khoảng 1 muỗng canh bột mì đa dụng, ketchup hay là mình còn gọi là tương cà đó, dầu hào loại nào cũng được, và Maggi. Có thêm tiêu và bột tỏi cho nó thơm. Cà rốt thì mình sẽ bào sợi ra. Hành tây thì mình sẽ cắt kiểu múi cau ha. Sau đó thì mình sẽ tách hành ra như vậy nè, để cho lát nữa khi mình xào á, nó sẽ đẹp hơn. Hành tím thì cắt những lát mỏng. Cắt nhỏ hành ngò ra. Mình cắt thịt bò thành những lát mỏng ha. Bây giờ thì mình sẽ mài nhuyễn cái mấy củ tỏi này cho vô trong thịt bò ha. Còn nếu như mà ai không có cái đồ mài giống như vậy á thì mình băm nhuyễn cái tỏi ra nha. Để thịt bò xào được mềm thì Lara thường sử dụng sữa và bột mì. Cho vào đây là 2 muỗng canh sữa tươi không đường, 1 muỗng canh bột mì, 1 ít tiêu, 1 muỗng canh đường. Cho vô 3 muỗng canh dầu hào. Lara rất là thích cái bột tỏi này, cho nên mình sẽ cho thêm là 1/2 muỗng cà phê bột tỏi để cho nó cái mùi thơm nó mạnh hơn. Trộn đều gia vị và mình sẽ để khoảng 15 đến 20 phút cho gia vị nó thấm đều vào thịt trước khi mà mình đem đi nấu ha. Ướp thịt thì ở đây Lara không có để thêm muối, tại vì cái dầu hào nó đã mặn sẵn rồi nha mọi người. Mình nấu 1 nồi nước để luộc nui. Mình đậy nắp lại cho nước nó mau sôi ha. Đợi nước sôi thì mình sẽ cho nui vào để luộc nó. Chỗ nui này là Lara có 500 g nui. Độ chín của nui thì là tùy thuộc vào sở thích của mỗi gia đình. Nếu như mà mọi người không thích ăn mềm thì mình luộc nui nó chín còn hơi cứng một chút. Tại vì lát nữa khi mình xào thì nui sẽ tiếp tục chín nữa đó mọi người. Và theo các đầu bếp của Pháp khuyên thì mình luộc nui xong mình sẽ bỏ vào trong một cái rổ để cho ráo nước. Chứ mình không có đem nui đi rửa qua nước nha mọi người. Mình sẽ cho một ít bơ vào trong nui và trộn đều để cho nui không có dính vào nhau. Còn nếu như mà mình không có bơ thì mình cho một ít dầu ăn cũng được. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo để mình xào. Cho vào đây một ít dầu ăn. Chảo dầu mình sẽ để thiệt là nóng. Lúc này mình sẽ lấy 1/3 chỗ thịt bò để mình xào với cải chua ha. Mình đảo nhanh tay cho thịt bò nó tái lại là mình lấy nó ra nha. Cho vào chảo một ít dầu. Cho hành tím vào xào cho nó thơm.
Hành bây giờ đã vàng và mùi rất là thơm rồi, thì mình sẽ cho cà chua vô. Cho vào trong cà chua là một muỗng canh đường. Cho vô đây khoảng một muỗng canh Maggi. Đảo đều cho thấm gia vị. Cà chua bây giờ đã thấm gia vị rồi thì mình cho hết thịt bò vô. Mình tắt bếp. Rồi mình để hành ngò vô, trộn đều. Vậy là xong cái món thịt bò xào dưa cà chua rồi đó mọi người. Chảo dầu thiệt nóng thì lúc này mình sẽ bỏ hành tây và cà rốt vô để xào. Cho vô hành một chút xíu muối cho đậm đà. Nếu thích ăn giòn thì mình xào sơ cái củ hành rồi lấy nó ra. Còn nếu thích ăn mềm thì mình sẽ xào lâu hơn một chút cho nó chín. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Để cho dầu thật nóng thì lúc này mình sẽ bỏ hết chỗ thịt bò còn lại vô để xào. Đảo nhanh tay cho thịt nó tái lại là mình lấy nó ra. Cho vào chảo một ít dầu để mình sẽ xào cái nui. Dầu nóng thì mình sẽ cho hết chỗ nui này vô. Cho vào đây khoảng 5 muỗng canh tương cà. Cho vô khoảng 3 muỗng canh nước tương Maggi. Trộn đều nó lên. Sau khi mà mình đã trộn đều cái nui cho thấm gia vị thì mình sẽ cho hết thịt bò vô và cả hành vô nữa. Cho cả hành ngò vô luôn. Mình trộn đều thế là món ăn này cũng đã được hoàn thành. Với cách ướp thịt sử dụng thêm sữa và bột mì, món thịt bò xào sẽ rất là mềm. Dưa cải chua xào thịt bò mà ăn chung với cơm trắng thì rất là ngon. Nhưng mà mọi người hãy thử ăn cải chua cùng với nui xào thịt bò. Ăn cũng rất là hạp luôn đó. Chúc tất cả mọi người có những bữa ăn thật là đầm ấm bên gia đình. Bấm một like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!